những cây của bố và lật lọng bán cái ổi cho mình đây. Trước bán cây đây, cái xì còn đây. Bán cho ai được đâu, 1 triệu cái xì. Đây, còn mẹ vẫn thấy cái ổi vẫn quay nhưng mà cái ổi khác. Mà còn ghét thì vẫn cứ ghét thôi. Đúng không? Khi mình quay video thì nhiều ổi thế nhỉ? Tiền đâu mà lấy hết thế nhỉ? Không dám ra gặp mình chạy đâu rồi. Bệ mới cho em trộm đáng bao tiền. Lắc đoạn kia bị dập cái cổ đấy. Kia hỏi ông ấy kêu hỏi ông ấy chặn cả Zalo của mình. Thế phải á? Thế á? Không gửi ảnh hết gì cả. Thế á? Bảo gửi cho cái ảnh. Thấy tin nhắn em chưa không? Cái đây về phải thay chậu nhá. Thay đi. Cái chậu vuông được. Đúng không? Chậu đá này. Một là dùng vuông, à quê là có cái đá ông. Em thích đá ông ghép vào đây. Đá ông nó hợp với cái da của cây này. Ông mình xịt sạch cái đá ông, hôm sau nó lại lên rêu lại. Tốt cho cây, nó ẩm. Những đá khác bám nó lâu vì dễ ổi ấy. Cái dễ ổi nó không mềm như dễ xanh dễ xi nên là cái đá ông nó ẩm mà nó lại có đất ở trong. À, nhầm cho nó hợp. À, nhầm ông bạn là quê ngoại là ở ấy ạ. À? Nhưng mà thỉnh thoảng hay về quê thứ bảy chủ nhật hay sửa cây ấy. Vâng, thì là đó là chết. Để đây chết à? Chết mà. Chỗ bà làng ấy, dịp vào đây em chơi này hôm nay đấy, nhưng mà phải lâu, cái này phải thuần lâu nữa thì có răng dấp đấy, có răng dấp. Cây này thì nó cũng ngoằn ngoèo theo kiểu gì nhìn nó đã thấy là nhân tạo rồi. Đây, nhìn thì có vẻ rất là ghê gớm nhưng mà cây này thì mang cái nhất tự nhiên là nhiều, nó cũng có tác động nhưng mà cây này non hơn cái kia, nhìn cái da đấy. Đấy. Được rồi, nói chung là mua được cái cây về thấy dễ chịu hơn xưa. Đoạn đi ra đây hơi xa quá nhưng mà gần em thì... sáng nay em còn lạc lên mà. Gần thì đi chơi. Đó. Cái này thì nhỏ nhưng mà nó già hơn. Cây này nó. Được rồi, gặp anh em chơi cây là vui rồi. Về với người mê cây. Đấy. À cô, súng này mai kia nó có quả. Thôi chơi chắc thì có quả. Hay đấy nhỉ? Trồng lên là bác này trang trí cho hoành tráng. Trồng lên là thứ hay. Nghịch cho nó. Ui, chín hai cây liền à? Đẹp đấy. Có con dêm lên. Cò. Còn mấy viên đá ở nhà nó cắm vào. Tực và đang xe cánh để con gái cục cánh lại. Chính cái chậu này hơi ngâm. Anh
gợt quá. Không ra anh đổi cái trồng sâu hơn. Không, bonsai không cần sâu. Người nông trồng nó gồ cái đất lên không đẹp bỏ ra đi. Không, sau nó lộ cái bệ mới đẹp chứ. Không, phải cho nó bằng mặt cơ. Cổ trồng sâu hơn. Cô cháu rồi, quen mà, không quen mà. Cho gửi hai con cò đến nhé. Mua hai con cò nhưng mà nó còn bốn nó cho hai con. 8 đàn bà. À, à. À đấy. Chim cò. Con gì? Hay, đấy à? Đẹp. Hay kiếm được những hàng rừng lạ nhỉ? Rô này lâu lắm mới thấy con. Ừ. Lúc to này ít. À. Cái lồng lồng ấy ạ. Này chú Thủy. Đang định về thấy cái ổi đẹp. Ba thân đấy nhưng mà hình như là ba thân mọc lên nhau chứ không phải là chung gốc. Cháu nhờ tí nữa. Đấy. Ba thân riêng biệt chứ không phải là chung gốc. Gì riêng? Riêng biệt. Không, đây nhìn dĩ là này. Ý là nó mọc lồng vào nhau chứ không phải là cùng chung gốc. Đúng rồi. Chung gốc thì nó có tiền. Này chắc trong chậu cũng lâu rồi. Lâu rồi, cái này nó lâu. Vào rơi thô bạo quá. Da rẻ sạch sẽ rồi thì trong chậu lâu năm liên tục không tán ra. Nhưng mà hầu như là quanh năm rồi. Cái này xung là có lẽ là khó quyết quả đấy. Đấy. Cái này là gì? Khó quyết. Tóm lại là nay mua được hai cái nhót, một cái ổi, đang tính thêm mua cái này nhưng mà cái này mình nặng đồ lắm, hơi được, để làm gần được. Thì có cây dù với hai cái sinh viên xa rất hay.